Đến ngày 7 tháng 1 năm 2023, công tác cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam, bé trai 10 tuổi rơi xuống cọc bê tông sâu 35m của công trình cầu Rọc Sen thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn được triển khai. Đến nay, việc cứu nạn đã qua ngày thứ 8. Bé Hạo Nam được xác định đã tử vong. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết sức để đưa thi thể bé lên trở về với gia đình. Trước đó, vào tối 6 tháng 1, Ban Chỉ huy Cứu hộ Cứu nạn của tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi đánh giá, thảo luận, các chuyên gia tại hiện trường đề xuất một số phương án khả thi để nhấc trụ bê tông lên mặt đất để đưa thi thể bé Hạo Nam ra ngoài. Theo đó, phương án được các chuyên gia đồng thuận là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông. Cụ thể, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành một bộ khung 4,8m x 4,8m. Đất xung quanh trụ được lấy lên bằng cầu xúc, tạm gọi là tầng bột. Từ đáy tầng bột, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông, tạm gọi là tầng 2. Và sau đó, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ, sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên. Sự cố xảy đến với bé Thái Lý Hạo Nam vào trưa 31 tháng 12 năm 2022, khi đến công trình của một số em nhỏ khác, bé Hạo Nam không may rơi vào cọc bê tông, đã cắm sâu trong lòng đất 35m. Ngay lập tức, các em nhỏ khác đã chạy đi tri hô người lớn đến ứng cứu. Anh em ấy đi về dọn cơm ra, chuẩn bị ăn, cái có ba bé kia chạy vô, một bé gái chạy vô hỏi gì đó, kêu em là chú ơi. Ấy là có con bé lọt dưới sông rồi kìa, ố lộn lọt dưới hố. Rồi em mới chạy em hô lên là bên kia nó ở dưới xà lan, nó mới đem dây lên nó thả xuống đó. Trong ngày 6 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã khảo sát hiện trường và đề xuất dùng ống thép đường kính lớn hơn, cọc bê tông đưa xuống độ sâu 24m, tiếp tục lấy hết đất bên trong ra. Sau đó, cứu hộ sẽ đưa dây cáp xuống buộc vào ba đầu cọc cạnh các mối nối 24m, 12m và đầu cọc gần mặt đất nhất, kết nối thành một trụ cùng với trụ thép dựng thẳng bên cạnh, tạo thành lực kéo thẳng bằng kích thủy lực. Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết phương án của chuyên gia Nhật Bản rất khả thi, song về mặt thiết bị sẽ rất khó nên chưa thể thực hiện được. Hiện các lực lượng đang tập trung vào phương pháp đã chốt với những trang thiết bị sẵn có. Ông Đoàn Tấn Bửu cũng cho biết dù bé Hạo Nam được xác định đã qua đời và công việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn tỉnh Đồng Tháp sẽ làm mọi cách, cố gắng hết sức cho đến khi đưa bé lên được. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật về công tác cứu nạn bé Hạo Nam trong các bản tin sau.